trời ơi người ta cửa chỗ người ta đi, ông đứng trước thì em đi. Đi trước đi. Rồi cửa chỗ tới. Em chào chị. Chào anh. Dạ em xin trân trọng giới thiệu em là em là mày tốt hả? Là ô xin. Em là ô xin của chị. Chị là Thủy. Dạ chị lúc là bé buồn Thủy. Dạ chào Cương. Cương tên gì? Thay thay tên Thị bị thiếu gì á? Kệ mẹ Thị. Thị như vậy thì chị kệ Thị đi. Bé tên gì? À bé tên Tuyết. Bé tên Tuyết à? Không phải Tuyết. Có phải Tuyết không? Ủa chị Thị nhà chồng đi đâu mà sao gặp con Tuyết chồng đi làm vậy? Không phải. Tuyết, vậy là đúng rồi, tao đâu có tiền mà Tuyết, tao tiền Tuyết cánh mà. Không, có đúng đó không? Là nó đó. Nó là. Được, bây giờ chúng ta phải bàn gì nữa chúng ta? Đừng có bàn muốn gì nữa. Bây giờ chúng ta đây làm, hôm nay mình tới đây không có thể tranh giành nhan sắc nữa. Tại vì bà đã có được nhan sắc rồi. Mình tới đây phải lấy này được hoàng tử. Đồ có nhầm thử không á? Không quan tâm gì tới nhỏ luôn. Quan tâm hoàng tử là đứng trong phố phố. Hoàng tử đâu? Bây giờ lấy hoàng tử đúng không? Bây giờ làm sao lấy hoàng tử? Anh biết à? Cho tao hỏi là ở đây có hoàng tử đó không hả? Ở đây không có hoàng tử. Vậy cho hỏi đây có thái giám nào không? Có. Ở đâu? Người được kêu đó là thái giám để ta đi. Thật ra đó là hoàng tử gì? Nói cho bạn tôi biết. Em chưa vậy thì, nếu vậy thì xong rồi. Nó có thể gấp đôi con nhỏ tiếp này. Không có là không có. Không thể là vậy thì mà có được. Bây giờ cái tướng này là vậy thì nó được đâu. Bây giờ hoàng tử thích bên này hay là bên thích hàng? Không. Chưa. Em lấy bây giờ tay phải cho hoàng tử nói cho tôi anh nghĩ hình vậy các đẹp. Đúng rồi, vậy cho hỏi hoàng tử thích kiểu gì? Hoàng tử đi, hoàng tử thích kiểu gì? Em có thích chiều kiểu đó. Chớ là một mùa anh có mà một ba để đánh cho cô không có luôn. Duyên có chồng hai. Rồi sao? Hoàng tử thích kiểu gì? Thích một con gái như thế nào để em biết em chịu? Hoàng tử cứ nói đi. Hoàng tử thích một cô gái có những cái cung bậc cảm xúc, những cái một cái mặt nhiều biểu cảm đó. Chứ giờ hoàng tử đâu có nào kiếm một người đơn chứ hoàng tử. Đúng rồi, nói chung là. Nói chung là hoàng tử ta rất là hiền, đứng như nào cũng không đúng hết mà không có ý kiến nên ta muốn một người công chúa phải đứng xà kháng ra ngoài cái biển sâu để đời sau con cái nó linh động hơn, hiểu không? Hoàng tử, em nghĩ rằng bây giờ chúng ta phải có một cuộc tỉ thí để chúng ta phải có một cái sự lựa chọn an minh hơn. Tỉ thí xà kháng đi. Ừ, do đó bây giờ ngoài xà kháng thì chúng ta còn phải làm nhiều thứ khác nữa. Bây giờ hai người, bây giờ xà kháng nào? 1, 2, 3, xà. Mình phải tạo nhiều biểu cảm. Tại này là hoàng tử đơn.